bức tường cao phủ kín thép gai là nơi giam giữ những tội phạm. Có buồng giam cùng sắt chân song, vào đây mới thấy ngày dài lắm. Những đại ca đầu gấu khắp nơi, vào đây mới hay luật buồng. Cháo sườn ăn no gà nó thông tai, rồi cuộc pha bò gối ngồi ngoan. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòi, bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi ba, bay lắc và cần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận, bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù, cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về. Có thằng mới 18 xuân xanh, một mình nó giết người cướp tiệm vàng. Có thằng đã ngoài 60 xuân mà tại sao vẫn phạm tội hiếp dâm. Có thằng cho vay làm bóng ôm lô, đòi nợ thuê có vũ khí quân dụng. Có thằng giết người cướp xe ôm, thằng bạn tôi giết người tình trong lúc say. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòi, bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi ba, bay lắc và cần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận, bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù, cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về. Ngày xưa do ham chơi đùa đòi, bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi ba, bay lắc và cần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận, bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù, cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về. Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về.